Hello, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay thì tuyết rất là nhiều. Mình sẽ ra ngoài quay clip một chút để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ok. Hiện tại thì tuyết đã rơi phủ hết toàn bộ. Ở gần đây thì có một cái hồ rất to nhé. Thì mình sẽ đi ra ngoài đi xem là mặt hồ đã đóng băng chưa. Nếu mà đóng băng rồi thì mình sẽ đi thử lên cho mọi người cùng xem. Tuyết động trên cành cây nhìn rất là đẹp nhé mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem tận cảnh có một bông tuyết. Ở đây có một cái suối nho nhỏ. Cảm giác đi trên tuyết rất là thú vị. Hiện tại thì tuyết đã phủ kín con đường đi vào cái hồ rồi. Rất là dày. Sau một khoảng thời gian di chuyển rất là vất vả thì mình đã đến được cái hồ này. Mệt quá. Hiện tại thì mặt hồ đã đóng băng hết nhé. Mọi người nhìn thấy này. Tất cả toàn bộ đóng băng hết rồi. Tại vì mới đóng rất là mỏng nên là mình không dám đi thử. Một thời gian nữa cho nó dày dày lên thì mình sẽ đi lên trên để chơi. Cái hồ này thì rất là to, diện tích bao nhiêu thì mình không rõ lắm, nhưng mà mùa hè thì mấy anh em thường ra đi bơi, hoặc là hôm nào thích thích là ra đi câu cá. Thì ở đây là rất là nhiều cá. Năm ngoái thì mình có câu được một con chép 14 cân. Gọi là chép cụ luôn rồi. Cá giếc thì con to chắc cũng phải hơn cân một con. Ở đây có cái biển này, hình như là chú thích của cái hồ này hay sao ấy. Đây là một ruộng nho. Mùa hè thì rất là sai quả. Nhưng mà bây giờ thì rụng hết lá rồi. Trông như thế này thôi nhưng mà nó vẫn còn sống như mọi người. Khi nào mùa hè thì nó sẽ ra lá và ra hoa ra quả rất là nhiều. Vâng, tại vì trời lạnh đâm ra là mình chỉ ra ngoài quay một chút cho mọi người xem thôi. Hiện tại thì hai chân của mình đang cứng đờ hết, tay cũng tê buốt luôn.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của mình. Nếu mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký nhé. Bye bye.